Hôm nay mình báo là mình đang chuẩn bị thi nên sẽ rời lịch bán host qua ngày 20 tháng 6 năm 2022 để mình ôn thi đặc biệt nữa. Mình sẽ mở bán thêm cả VPS luôn nha. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Giờ thì em ơi ta đã mất nhau rồi. Giờ thì em ơi hai ta phải chia đôi. Mỗi người một nơi, chia cách ngay phương trời. Tìm hạnh phúc mới. Cùng tại hai ta cố chấp đến như vậy. Duyên mình đã hết chắc kết thúc ở đây. Không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi. Phải chia tay thôi. Xem nhau là gì ta?